Cửa hàng Nhật Nông Cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng A4 Sông Rai, Cẩm Mỹ, Đồng Nai, số thoại 0988628901. Số thoại bên em có sử dụng Zalo nha, bên em có ship toàn quốc nha mọi người. Hôm nay bên em sẽ lên sóng giới thiệu đến toàn thể anh em một cây máy cưa xích hạng tầm trung, nòng đứng. Hàng này thì là hàng của Estin nha. Thì mã số của máy là Estin MS170C nha. Dòng này thì xi lanh đường kính bê tông của em này là 37 ly nhé. Rất phù hợp cho những anh em nào sử dụng các gia đình làm nhà vườn ha. Đó. Đây. Tình trạng máy thì còn cũng rất là đẹp. Đó, nhưng mà tiếc thay là cái cây lam nó hơi xấu một chút. Đấy. Cây lam bên này thì hơi xấu này. Và bên này thì nếp sơn vẫn còn được ha. Đó. Rồi. Thì lam của em này được sử dụng lam tổng độ dài là 30 cm, xích là xích chung 91 nha mọi người. Lam thì cũng đã biết rõ là bên này nước sơn đã bị bay hết rồi ha. Đời Estin thì đa phần nước sơn lấy về là đa phần là bay nha mọi người. Đó, nước sơn không hiểu bên đó làm sao mà rất là dễ bay ha. Nhưng mà các đầu rãnh lam này không bị dập đầu, không bị què đầu lam ha. Đầu lam có lỗ tỏa nhiệt này. Đó, các đầu rãnh còn rất là đẹp. Xích là xích ri nha mọi người. Đó. Bên này thì các nước sơn lại còn này. Ốp lam của em này được sử dụng ốp lam 2 ốc vặn trực tiếp bằng khóa 19 nha mọi người. Bên mặt ốp lam thì tem Estin vẫn còn ha. Vẫn còn rất là mới. Và tăng xích của tăng trực tiếp bên đằng trước này nha mọi người. Đó. Lốc máy đây. Tình trạng máy ring nguyên bản không lai một con ốc nhé. Bảo hành bao lột nòng, bao lột nòng 1 năm cho anh em nào mua ha. Mã số series của máy này 27737689 nha mọi người. Đó. Rồi. Đây, ok. Bên phía hộp giật, thì có sử dụng bộ giật trợ lực lớn nha. Đó, có sử dụng bộ giật trợ lực lớn. Estin MS170C. Đây là có hai bình nắp 9 nguyên liệu, đằng sau là xăng pha chung với nhớt nhé. Còn đằng trước này là nhớt thải để nuôi lam xích nha mọi người. Bên mặt bên trên. Các nước sơn này rất là mới ha. Mình sẽ mở bên trong cho mọi người xem ha. Bên trong ở đây có một cái lọc bụi này. Đó. Chống bụi đi vào đầu nòng ha mọi người. Đỡ giảm phần hư nòng ha. Đó, bô lửa đây nha. Các con ốc còn rất là sáng. Uzi đây. Rồi, giờ sẽ ráp đầy đủ vào và khởi động cho anh em nghe tiếng máy nhé. Tổng trọng lượng của em này là 5 kg tròn này. 5 kg tròn nha mọi người. Dành cho anh em nào sử dụng các gia đình rất là vừa và hợp lý ha.
Rồi, ok. Giá của em này là 3 triệu đồng nhé. Anh em nào có nhu cầu sở hữu dòng máy cưa xích Estin MS170C có trợ lực lớn này thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em. Số điện thoại của em là 0988628901. Số điện thoại có sử dụng Zalo nha. Bên em có ship toàn quốc nha mọi người. Phương thức thanh toán quý khách hàng cọc trước 200.000 đồng bằng thẻ điện thoại Viettel thì phí vận chuyển của quý khách hàng là 100.000 đồng. Còn quý khách hàng cọc trước 500 qua đường tài khoản ngân hàng hoặc ra bưu điện, ra điện máy xanh, thế giới di động thì bên em sẽ bao ship cho tất cả mọi người ha. Rồi, anh em nào có nhu cầu liên hệ qua em ha.